hàng gì đấy em? Bao nhiêu tiền? À, của chị một quần lót khe, một áo lót ren, một đồ chơi hạng nặng, tổng là 1,4 triệu ạ. Bùm thui. Ngày gì mà đen thế không biết. Qua mới đổ 5.000 xăng xong nay đã hết rồi. Mày làm gì đây? Cớm à? Em không phải cớm, em bình thường. Chỗ bọn bố mày làm ăn, hôn hồn, biến. Không ấy, mất xác. Các anh làm ăn gì em không quan tâm. Nhưng mà nếu như muốn nói chuyện ấy, thì bỏ ra rồi nói chuyện cho đoàn hoàng. Bố mày đều thích đầu hoàng nên làm sao? Này, chú Tuấn có mua đồ ăn cho Ozin vô tuyến này. Anh làm ơn chú Tuấn. Ngoan quá. Ông Tuyến. Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà từ lần sau cậu không cần mua đồ ăn cho bố con nữa đâu. Ozin ơi, bây giờ chú Tuấn phải đi làm rồi. Ozin ở nhà chơi ngoan nhá. Alo chị ơi, chị xuống nhận hàng giúp em với ạ. Ôi, đợi chị chú, chị đang tắm. Ôi, chị nhanh giúp em với nha, em bận lắm ạ. Ôi trời, muốn nhanh á, lên tắm cho chị đi. À thôi, chị xuống từ từ cũng được, hôm nay em rảnh mà chị. Vâng. Chị gái ơi, chị gái ơi. Ôi ơi. Hàng của chị đây ạ. Hàng gì đấy em? Bao nhiêu tiền? À, của chị một quần lót khe, một áo lót ren, một đồ chơi hạng nặng, tổng là 1,4 triệu ạ. Bùm thui, 1,4 triệu ạ? Ôi trời ơi, em bị đen à? Chị lấy đâu ra tiền? Chứ em cũng lấy đâu ra tiền mà trả cho chị ấy. Hàng của chị đặt mà. Thôi chị lấy nhanh giúp em còn đi chuyến khác ạ. Ở đây chị có 1,2 triệu, cầm đỡ nhá. Hay là em tắm chưa, lên chị tắm cho. À,
em nhớ ra rồi, hàng của chị đúng cho 1,2 triệu đấy chị ạ. Ơ này này, ở lại chị tám